chia sẻ với các bạn một cái chủ đề liên quan đến một cái câu hỏi mà thỉnh thoảng mình hay gặp những bạn inbox vào Facebook của mình hoặc là email cho mình hỏi là giá thị trường cạnh tranh quá thì sao, sản phẩm em chất lượng em không thể bán giá thấp. Những cái câu hỏi này là những câu hỏi mà không phải một mình bạn hỏi, mà hơn 90% những người làm kinh doanh họ đều vướng mắc cái chỗ này và họ không biết cái cách nào họ giải đó. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với bạn một chủ đề rằng là chúng ta không bao giờ được phụ lòng tin của khách hàng đó. Bởi vì nếu chúng ta muốn kinh doanh lâu dài, sản phẩm chúng ta muốn bán lâu dài thì chúng ta phải hiểu cái triết lý này. Còn nếu mà chúng ta chỉ bán trước mắt cho được hàng, giảm giá, giảm chất lượng rồi để giảm giá rẻ rồi chúng ta bán trước trước mắt thì cái đó là cái cách kinh doanh của những người gọi là bán buôn, con buôn. Còn chúng ta kinh doanh lâu dài thì dĩ nhiên là chúng ta không không bao giờ làm cái việc này. Cái bạn đó inbox hỏi mình nó như vậy thì mình không có trả lời, mình hỏi lại bạn rằng vậy thì em muốn kinh doanh lâu dài hay em muốn kinh doanh tức thời? Em muốn bán cho khách hàng này lâu dài hay em chỉ muốn bán cho khách hàng này chỉ có một lần thôi? Thì bạn mới trả lời rằng là chắc chắn rồi, em muốn kinh doanh lâu dài, em muốn sự nghiệp kinh doanh em nó kéo dài và em muốn bán nhiều lần để cho khách hàng. Mình hỏi tiếp vậy thì em biết là em phải làm cái gì chưa? Bạn nói rằng là dạ em biết rồi, em biết giờ là em phải làm gì rồi, em không phải lăn tăn nữa. Các bạn chưa, ra kinh doanh chúng ta cần phải có một cái triết lý rất là dứt khoát ở phía bên trong của mình. Tức là nguyên tắc của kinh doanh đó là khi chúng ta ra ngoài thị trường, các bạn hình dung chưa, khi chúng ta ra ngoài thị trường thì có rất là nhiều cái áp lực cạnh tranh của thị trường, đối thủ cạnh tranh đủ thứ hết. Tuy nhiên chúng ta vẫn hiểu ra được một triết lý chắc chắn ở trong đầu rằng là sản phẩm chúng ta phải luôn có chất lượng với khách hàng. Vì sao nói vậy? Bởi vì chúng ta không thể qua mặt được khách hàng. Có thể ngay tức thì ngay bây giờ nè, khách hàng mua hàng, khách hàng không có cảm nhận ra được chất lượng liền, khách hàng không có cảm nhận được độ bền, cái sự tuyệt vời của sản phẩm, những cái hữu ích dĩ nhiên là không cảm nhận được liền. Có thể là chúng ta qua mặt được khách hàng ngay cái tức thì, ngay cái thời điểm đang mua này. Tuy nhiên bạn nên nhớ, khách hàng dùng nó theo 5 tháng, 3 tháng khách hàng vẫn dùng nó, 5 tháng, 2 năm sau. Và chắc chắn khách hàng cảm nhận được điều đó. Khách hàng cảm nhận được cái nào là sản phẩm tốt, cái sản phẩm nào là không hữu ích. Bản thân mình nói với các bạn cái laptop mình cũng dùng của Apple. Điện thoại mình cũng dùng Apple, cái điện thoại mình đang quay mình cũng dùng của Apple, sản phẩm của Apple. Được một cái là nó rất là bền và rất là tốt. Giá lúc đầu thì nó cứng thật, nếu mà nói về giá thì nó cứng hơn tất cả sản phẩm, nhưng mà thực sự là nó rất là bền, nó dùng rất là tuyệt vời. Khi chúng ta quen dùng là chúng ta lại dùng nguyên hàng của Apple không? Vì sao ạ? Bởi vì họ làm ra một cái sản phẩm nó tốt, nó rất tốt, thật sự là tốt. Bản thân mình cách đây mấy ngày, cái máy laptop của mình nè, tự nhiên mình lò mò gì đó, cái máy laptop MacBook của mình nè, lò mò gì đó không biết, và tự nhiên nó bật cái chức năng nói, mình gõ bàn phím mình làm cái gì nó cũng nói nhỏ, mình làm bất kỳ cái hành động gì mình tắt nó cũng nói, khởi động lên nó vừa khởi động là nó đã nói rồi. Tức là mình làm bất kỳ hành động gì nó cũng nói, và mình không hiểu cái chức năng gì mà hoài để mình tìm nó, thì mình tìm cái chức năng để mình tắt mình tìm cũng không có ra. Và thế là mình ra cái chỗ nhà cung cấp của mình, cái nhà mình là chỗ mua mình mới tìm, thì giao cho các bạn kỹ thuật, bạn cũng mò cái bản đồ cũng mò hoài cũng không ra. Thì cái bạn thứ hai khi mà bạn vào bạn là mò một hồi thì bạn mới phiền, bạn nói cái chức năng này là cái chức năng dành cho người khiếm thị, nó phải liên tục nói để khi mà mình gõ gì thì nó nói, để cái người khiếm thị họ nghe họ biết. Wow. Và khi mình cầm cái máy này về nhà và mình ngồi mình nghiệm, mình kêu hay nhỉ, cái công ty Apple này nó hay nhỉ, tức là nó làm và nó tính toán cho người khiếm thị luôn. Dĩ nhiên các bạn rất ít
người khiếm thị thì cái lượng người nó không có nhiều. Tuy nhiên khi mình mua một cái máy này về, đồng nghĩa cái người khiếm thị cũng dùng được luôn. Wow, tức là nó có đầy những cái tính năng. Và nếu mà các bạn chịu khó dùng những sản phẩm của dịch vụ tốt, nó có đầy những tính năng mà chúng ta không có biết. Khi chúng ta gặp vào trường hợp đó thì chúng ta mơ biết. Và các bạn biết các cái nhà sản xuất đó, họ tính toán những cái công ty á mà họ làm ăn lâu dài, họ tính toán tới từng những cái chi tiết nó như vậy các bạn. Các bạn đã thấy về lâu dài mà. Về lâu dài, sau khi mình thấy cái chức năng này nó bật lên và mình đi xử lý nó bực mình, nhưng mà khi mình đi xử lý được thì mình về làm ồ, công nhận người ta làm là ăn vàng đó, mình cần phải học hỏi một cái gì đó. Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều về cho khách hàng. Hoặc là mình có một cái câu chuyện khác, năm 2010 mình có dịp mình đi với một cái bác rất là nổi tiếng ở tập đoàn khoa học Mỹ, và cái xe của bác là cái xe Volkswagen. Và mình nhớ cái năm đó là mình bác đi lên Đà Lạt bằng cái chiếc xe Volkswagen đó, và cái đợt đó là bão, các bạn, bão nó vào nó có ảnh hưởng đó, thì quá trình đi lên đèo Bảo Lộc rồi nó ảnh hưởng, nên là khi mà đi về á cứ ghé qua Đức Trọng và đi một cái con đường khác ngoài cái việc mà trải nghiệm, chứ ngoài đó lúc đó cái đèo Bảo Lộc nó đá nó hay, cái lúc đó bão đá nó xuống, cái lúc đi lên là đã thấy khó rồi nên là tắt đi cái con đường khác. Thì bất ngờ đi con đường khác thì nó bị sình lầy, nước á, mưa nó nhiều á, nó bị sình lầy đến nỗi mà cảm nhận được là xe nó còn lướt qua được thì cực kỳ hay các bạn. Và khi đi cái xe con bốn bánh, mà khi mà đi qua cái xe lầy vào giữa thì nó rất là tuyệt vời, tự nhiên cái xe nó ngắt lái, nó cái lái không điều khiển được, và nó có cái chức năng gọi là bơi qua. Ồ, nó ngắt lái và nó bơi qua. Wow, nó rất là ngạc nhiên, mình cũng ngạc nhiên, bác sĩ Tùng cũng ngạc nhiên, và cái anh tài xế thì vô cùng ngạc nhiên. Và sau đó bác sĩ Tùng mới kể rằng ồ, hồi giờ mình mua xe này, mình dùng xe này, mình không biết nó có cái chức năng này. May sao đi đường bị ngập bùn như vậy mới biết rằng nó có cái chức năng bơi qua này. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Nó quá tuyệt vời. Những cái sản phẩm nó làm lâu dài, nó quá tuyệt vời. Đó là mình muốn kể câu chuyện với bạn để chúng ta hiểu rằng triết lý của một người kinh doanh bền vững. Trước mắt chúng ta, khách hàng sẽ không cảm nhận được sản phẩm của mình tốt tới đâu, họ chỉ nghe chúng ta nói thôi. Tuy nhiên về lâu về dài họ sẽ cảm nhận được. Bạn hình dung chưa? Chúng ta không thể qua mặt được, luôn luôn cảm nhận được. Và nếu chúng ta chỉ đối phó để bán hàng trước mắt thôi thì mãi mãi chúng ta sẽ trở thành con buôn, bán hàng cho khách hàng một lần rồi chúng ta lại tìm khách hàng mới, và cái việc sự nghiệp kinh doanh của ta nó cũng nhanh chóng nó kết thúc thôi. Vậy thì làm sao để sản phẩm chúng ta vẫn luôn chất lượng, đúng không ạ? Nhưng mà giá thành thì nó phải chăng? Cái đó là cái câu hỏi mà bất kỳ người làm kinh doanh nào cũng cần phải giả. Làm sao để sản phẩm chúng ta luôn chất lượng mà giá thành thì phải chăng? Tức là giảm chi phí sản xuất nè, có thể là giảm đầu vào, nhưng mà chúng ta không được giảm chất lượng. Các bạn nắm cái tư duy chỗ này chưa? Chúng ta không được giảm chất lượng. Vậy thì cái cách mà để giảm chi phí đầu vào, cái cách tổ chức sản xuất, hoặc là chúng ta phải biết cái phương pháp lấy hàng và đàm phán làm sao cho cái giá thành của chúng ta nó giảm xuống. Cái đây là cái tư duy mà chúng ta cần phải nắm được. Và cái này nó có một cái mô thức học, đó là nó có trong cái môn học mà mình hay chia sẻ, đó là cái môn lean là ngoài học cái phương pháp quản lý dây chuyền thì chúng ta còn tối ưu được các cái chi phí sản xuất, cái chi phí lãng phí, 10 cái lãng phí, và chính những cái lãng phí nó làm cho cái chất lượng của chúng ta nó làm cho chi phí giá thành của chúng ta tăng cao. Ví dụ như là trong đó nó gọi là một cái lãng phí là lãng phí về tài năng. Ví dụ như là cách đây mấy ngày mình đọc báo mà mình thấy có một cái thông tin người ta nói là cái năng suất lao động của người Việt của mình thua người Singapore 14 lần, đã cải thiện rồi mà thua 14 lần. Nghĩa là một ông Singapore này đúng không? Các bạn không?
thì nó bằng tới 14 ông Việt Nam mình. Một ông này, hai ông này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 bằng 14 người Việt của mình. Điều này có nghĩa là gì? Tức là cái năng suất làm việc của một người Singapore bằng 14 người của mình. Các bạn thấy không? Điều đó nếu mà chúng ta làm ra một cái sản phẩm, các bạn, điều đó có nghĩa là chúng ta, khi mà chúng ta làm ra một sản phẩm, một người Singapore họ đã làm ra sản phẩm, thì chúng ta cần tới 14 người Việt Nam để làm ra cái sản phẩm đó. Các bạn thấy cái đây là một cái lãng phí về cái tài năng, cái nguồn lực của con người. Và nếu mà chúng các bạn thấy không, chúng ta biết giảm chi phí một cái, biết tối ưu này thì tự nhiên nó giảm xuống. Mình muốn kể các bạn nó như vậy. Chúng ta không biết cách thì chúng ta cứ giảm chất lượng sản phẩm, tuy nhiên chúng ta biết cách thì chúng ta biết cách giảm những cái chi phí khác mà chất lượng sản phẩm nó vẫn giữ. Các bạn là thì trong cái môn học Linh đó, nó có nói tới những cái triết lý này. Và cái môn học Linh thì một năm mình có chia sẻ vài lớp dành cho các bạn doanh nghiệp lớn một chút xíu, các bạn khởi nghiệp thì cũng học được, tuy nhiên doanh số của bạn phải lên một vài trăm triệu thì bạn học là tốt. Hôm nay mình không có muốn giới thiệu về cái lớp học Linh đâu, mà mình muốn nói cho các bạn hiểu ra được rằng là chúng ta phải luôn đảm bảo chất lượng của sản phẩm và chúng ta không được phụ lòng tin của khách hàng. Cái đây là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải hiểu. Cách đây ngay cái ngày Tết du lịch vừa rồi thì mình có đi về miền Tây và mình gặp anh Sơn. Ảnh là người ra làm kinh doanh gạo đã mười mấy năm rồi. Thì anh nói là những cái thằng đệ của anh á, nó ra nó mở gạo và nó không biết cách, nó giảm giá bán. Ảnh có hai thằng đệ, nó mở hai bên đường nó đối nhau luôn. Thằng này nói là mua 10 kg tặng 2 kg thì thằng kia lại mua 10 kg tặng 3 kg, thằng này mua 10 kg tặng 4 kg, thằng này mua 10 kg tặng 5 kg, và cái cuộc đua nó đua vậy á, cho tới cái lúc mà nó chịu nổi nó thì nó giảm chất lượng. Các bạn hiểu chưa? Cái đó là một người rất là đam mê kinh doanh nhưng mà thiếu tư duy kinh doanh bài bản. Thì các bạn đã ra làm con đường kinh doanh rồi thì chắc chắn các bạn có đam mê cái lên YouTube và các bạn search và các bạn tìm hiểu này. Thì mình mong muốn các bạn rằng là hãy trước tiên ra kinh doanh, các bạn cần phải set up cho mình một cái tư duy, cần phải đầu tư cho mình một cái tư duy của một người làm chủ rất là bài bản, và nên tập trung vào cái cách kinh doanh lâu dài, trường tồn. Thì cái lúc đó cái việc kinh doanh các bạn nó rất là nhẹ nhàng, có nhiều cách giảm chi phí chứ không phải là cứ tập trung vào chất lượng giảm chi phí hoặc là giảm lương nhân viên để chúng ta giảm chi phí. Cái đó là cái cách của những người không biết cách và nó thiếu đi cái sự bền vững. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem đoạn video này. Các bạn nhớ đăng ký vào cái nút subscribe, cái nút đăng ký của đoạn YouTube, bởi vì mình chia sẻ tới cả 1.000 đoạn lận. Các bạn, nếu các bạn không đăng ký thì khi mình chia sẻ lên các bạn không có biết. Mỗi ngày mình sẽ chia sẻ túc tắc các bạn một chút xíu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi các bạn theo dõi đoạn video này.